Hãy tìm hiểu về các loại trái cây nào các bạn nhỏ. Quả táo, quả lê, quả nho, quả xoài, quả chuối, mãng cầu, quả cam, quả anh đào, xin chào các bạn nhỏ. Xem nào, ở đây có chuyến tàu bảng chữ cái. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, S, Y, Z, hãy tìm hiểu về các loài động vật nào. Con voi, gấu trúc, hươu cao cổ, con khỉ, sư tử, con hổ, con cừu, con lợn, con bò, con chó. Chào các bạn nhỏ, đó là Bob. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bảng chữ cái. A là chữ đầu tiên chúng ta cần tìm. Nào, hãy đi tìm A cùng Bob. Các bạn nhỏ, bạn có nhìn thấy A không? Cậu ấy đang trốn phía sau cột đèn kìa. Chào Bob. Ê, cậu sẽ đi cùng mình chứ? Vâng Bob. Cậu đang làm gì trên đó vậy Bi? Ồ, cậu đi rồi, tớ đang tìm cậu đấy Bob à. Trông kìa các bạn nhỏ. Ồ, Si kìa. Cậu ấy có vẻ đang muốn đi đâu đấy? Chào Bob. Chào Si. Cậu định đi đâu vậy? Tớ sẽ đi công viên. Thôi, bạn tham gia cùng với chúng tôi đi. Yeah. Đi. Cậu làm gì sau những cái cây vậy?
Tớ đang chơi trốn tìm. Cậu có muốn cùng mình tham gia chuyến xe vui vẻ này chứ? Chào Y, bạn có khỏe không? Bạn có muốn tham gia cùng bọn này không? Chào Bob, tớ khỏe, cảm ơn cậu. Có chứ, tớ rất thích tham gia cùng cậu. Cậu ấy là ai vậy nhỉ? Ôi chúa ơi, đó là F. Chào Bob. Chào G, bạn đi đâu vậy? Chào Bob, tôi sẽ đi gặp Ace, đi cùng tôi nào Bob. Chào X. Chào Bob. G, hãy tham gia cùng Bob nào. Vâng. Các bạn nhỏ ơi, các chữ cái tiếp theo là A và J. Chúng tớ đang chờ xe buýt, nó sẽ đưa chúng tớ đến những hòn đảo nổi. Tớ cũng đang tới đảo nổi nè, các bạn đi cùng tớ nào. Các bạn nhỏ, nhìn Kay kìa, cậu ấy đang ngồi trên chiếc xích đu. Tớ có thể đi cùng các bạn tớ là ai và Jay không? Có chứ. Yeah. Chờ tớ với, tớ muốn đi quá rồi. Chào em, cậu đang làm gì vậy? Chào Bob, tôi đang đi về nhà. Tại sao lại không tham gia cùng bọn mình chứ? Vâng. Chào An, chào Âu. Chào Bob, chào Bob. Chào Pi, cậu Khiêu đâu rồi? Hai Bob, tớ đang tìm cậu Khiêu nè. Bạn giúp tớ tìm Khiêu với. Kìa, Khiêu đang trốn phía sau nhà. Nhìn kìa, đó là S. Chào Bob, tớ đang chờ R. Chào Bob. Chào T, cậu đang đi đâu đó? Chào Bob, tớ đang đi đến thành phố để gặp U và V. Vậy hãy cùng nhau đi gặp U và V nào. Chào U và V, các cậu sẽ đi với tôi đến gặp W chứ? Vâng, chúng tớ đang muốn gặp W đây. Chúng ta hãy cùng nhau đi nào. Chào W. Chào Bob, tôi đang chờ các bạn của tôi, TV và U. Bạn có nhìn thấy các cậu ấy không? Vâng, họ đang trên tàu nè. Tại sao bạn không tham gia với họ nhỉ? Yeah! Nhìn kìa, bạn bè của chúng ta kìa. Chúng tớ có thể tham gia cùng họ không Bob? Vâng, X, Y và Z. Đây là niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Năm bé ếch đốm trông thật hài hước. Chúng ta hãy xem chúng. Năm chú ếch con đốm tròn ngồi trên khúc gỗ đốm tròn. Chú ăn những con côn trùng rất ngon. Một chú bông nghi vào hồ, một nơi tốt đẹp mát mẻ. Sau đó có bốn con ếch đốm xanh. Bốn chú ếch con đốm tròn ngồi trên khúc gỗ đốm tròn. Chú ăn những con côn trùng rất ngon. Một chú bông nhảy vào hồ, một nơi tốt đẹp mát mẻ. Sau đó có ba con ếch đốm xanh.
chú ếch nho đơm tràn, ngồi trên khúc gỗ đơm tràn, chú ăn những con côn trùng rất ngon. Một chú bông nhảy vào hồ, một nơi tốt đẹp mát mẻ, sau đó có hai con ếch đơm xanh. Phốc phốc. Hai chú ếch nho đơm tràn, ngồi trên khúc gỗ đơm tràn, chú ăn những con côn trùng rất ngon. Một chú bông nhảy vào hồ, một nơi tốt đẹp mát mẻ, sau đó có một con ếch đơm xanh. Phốc phốc. Một chú ếch nho đơm tròn, ngồi trên khúc gỗ đơm tròn, chú ăn những con côn trùng rất ngon. Và chú bông nhảy vào hồ, một nơi tốt đẹp mát mẻ, và ta không thấy con ếch đơm xanh. Phốc phốc. Chào các em có biết những gì đã xảy ra với Humpty Dumpty không? Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty thật đáng thương, tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm khỏe lại. Các em có yêu chú gấu Teddy của các em không? Gấu bông ơi hãy xoay tròn. Teddy ơi vui tuôn nào. Gấu bông ơi hãy đánh dây nào. Teddy ơi đi học thôi. Gấu bông ơi nhảy lên cao. Teddy ơi bay lên trời. Teddy ơi xuống đây nào. Gấu bông ơi chạm vào chân. Gấu bông ơi hãy ngủ nào. Teddy ơi nhắm mắt đi. Gấu bông ơi hãy tắt ánh đèn. Teddy ơi trùng ngủ ngon. Hãy để cho gấu Teddy của chúng ta ngủ nhé. เจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปตามรางน้ำฝนฝนตกลงมาและพาแมงมุมไหลไปพระอาทิตย์ส่องแสงสายฝนก็แห้งไปและเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปบนรางน้ำฝน
จ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปตามรางน้ำฝนฝนตกลงมาและพาแมงมุมไหลไปพระอาทิตย์ส่องแสงสายฝนก็แห้งไปและเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปบนรางน้ำฝนเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปตามรางน้ำฝนฝนตกลงมาและพาแมงมุมไหลไปพระอาทิตย์ส่องแสงสายฝนก็แห้งไปและเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปบนรางน้ำฝนเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปตามรางน้ำฝนฝนตกลงมาและพาแมงมุมไหลไปพระอาทิตย์ส่องแสงสายฝนก็แห้งไปและเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปบนรางน้ำฝนเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปตามรางน้ำฝนฝนตกลงมาและพาแมงมุมไหลไปพระอาทิตย์ส่องแสงสายฝนก็แห้งไปและเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปบนรางน้ำฝนnày các em, anh là xe lửa Bob.Hãy để anh nói cho các em biết về tất cả những điều mà mọi người thường làm nhé. Dừng xây đường cao tốc trên sa mạc nồng bộng, thợ xây bận rộn xây lên con đường. Cây trồng được to lớn hay nó trên cánh đồng, được làm bởi những người nông dân đó. Đây là những thứ mà mọi người thường làm. Tôi thích nhìn ngắm rất nhiều thứ, xem tất cả khi mọi người làm. Thế giới vận động đây và nó hơn thế nữa. Để làm việc đó mọi người đến với nhau. Ngọn lửa bị dập tắt trong đánh phố hay khu rừng, những người dập lửa hy sinh thân mình. Chưa lành những vết thương cho ta nhiều sức khỏe, đây là những thứ bác sĩ làm đó. Đây là những thứ mà mọi người thường làm. Tôi thích nhìn ngắm rất nhiều thứ, xem tất cả khi mọi người làm. Thế giới vận động đây và nó hơn thế nữa. Để làm việc đó mọi người đến với nhau. Tìm ra những điều mới ở trong phòng thí nghiệm, nhà khoa học ấy đã làm điều này. Chia sẻ những kiến thức với những đứa trẻ nhỏ, thầy cô đã giúp cho ta kiến thức. Đây là những thứ mà mọi người thường làm. Tôi thích nhìn ngắm rất nhiều thứ, xem tất cả khi mọi người làm. Thế giới vận động đây và nó hơn thế nữa. Để làm điều đó mọi người đến với nhau. Tất cả những điều mà mọi người làm tuyệt vời phải không? Tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau. Chào các em, các bạn có muốn xem thế giới tuyệt vời của đại dương không? Hãy đi cùng với Bob và đừng quên mang mặt nạ thở của bạn. Chúng ta đi qua con sông với mặt nước màu xanh,
như tôi dinh và tôi rằng trên mặt biển tôi đi qua. Xem chú cá tôi mong muốn chúng nhảy ra khỏi đường đây, thật là vui bằng thế tin vào nơi tôi. Cá mập bơi tung quanh đó xem con cua với trái càng, cá trình theo bánh xe tôi rất bâng khuâng. Xem mực ông mẹ và con, xem con sứa nó bơi bơi trong thế giới tuyệt vời của biển xanh. Có rất nhiều hoạt động vui vẻ dưới biển, hãy xem chúng là gì nhé. Hãy xem qua hang động đó trên chuyến đi với hai ma, hãy cùng nhảy với sáng hồ và cò bơm ở bên cạnh. Và bạn cũng có thể thấy viên ngọc trai ở trong vỏ, rất nhiều điều bạn có thể tìm thấy. Cá mập bơi xung quanh đó, xem con cua với cây càng, cá trình theo bánh xe tôi rất băng khuâng. Xem mực ông mẹ và con, xem con sứa nó bơi bơi trong thế giới tuyệt vời của biển xanh. Và có rất nhiều câu chuyện vui về cuộc sống ở đại dương sẽ cho bạn biết. Chỉ cần hòa mình vào đại dương, bạn sẽ cảm nhận được tất cả. Bơi cùng nhau và cá voi hát những câu chuyện hùng ca, trong thành phố của biển xanh nhưng được lan vàng tươi. Trời được vua bơi quanh đó với nàng tiên ca màu xanh, và đoàn tàu chạy trên đường dày nổi. Cá mập bơi xung quanh đó xem con cua với cây càng, cá trình theo bánh xe tôi rất băng khuâng. Xem mực ông mẹ và con, xem con sứa nó bơi bơi trong thế giới tuyệt vời của biển xanh. Đó là một cuộc phiêu lưu thú vị và ướt át. Hãy sớm trở lại để có thêm nhiều cuộc phiêu lưu với xe lửa Bob. Đây các bạn, hãy nhảy đi nào. 1, 2, buộc dây liền tay. 3, 4, gõ cánh cửa lớn. 5, 6, nhặt que táo. 7, 8, bám thẳng đều. 9, 10, con gà béo cười. Còn nữa. 11, 12, đào liền tay. 13, 14, cô ấy muốn. 15, 16, làm bánh táo. 17, 18, cả đám ngồi chờ. 19, 20, bánh tươi không còn. Hãy nhảy lần nữa nào. 1, 2, buộc dây liền tay. 3, 4, gõ cánh cửa lớn. 5, 6, nhặt que táo. 7, 8, bám thẳng đều. 9, 10, con gà béo cười. 11, 12, đào liền tay. 13, 14, cô ấy muốn. 15, 16, làm bánh táo. 17, 18, cả đám ngồi chờ. 19, 20, bánh tươi không còn. 1, 2, buộc dây liền tay. 3, 4, gõ cánh cửa lớn. 5, 6, nhặt que táo. 7, 8, bám thẳng đều. 9, 10, con gà béo cười. 11, 12, đào liền tay. 13, 14, cô ấy muốn. 15, 16, làm bánh táo. 17, 18, cả đám ngồi chờ. 19, 20, bánh tươi không còn. Bạn có vui không? Hẹn sớm gặp lại. Má lung liền cầm che dầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tông gần sông và rất xinh. Đôi mắt xanh đang yêu quà cô giao thương, đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Má lung liền cầm che sầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tông gần sông và rất xinh. Đôi mắt xanh đang yêu quà cô giao thương,
đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Mơ lung liền, cằm che sầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gần sầu và dân tình, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương, đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Mà lung liền, cằm che sầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gần sồng và dân xình, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương, đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Bạn đang cảm thấy cô đơn, khi đó bạn cần bài hát về tình bạn. Một ngày cảm thấy buồn chán khi tôi ở một mình, rồi tôi nhận ra dường như nỗi buồn đang lớn dần. Tôi muốn đi với những bạn mà tôi yêu, bắt đầu cảm thấy buồn chán khi tôi ở nhà. Bạn bè tôi ơi, bạn bè tôi ơi, những người bạn yêu thích của tôi ơi, tôi muốn luôn được ở bên bạn, những người bạn tôi yêu. Đôi khi tôi thấy buồn chán với công việc ở trường, tôi còn thể chờ để con quên được ra khỏi cửa. Tôi muốn đi với những bạn mà tôi yêu, bắt đầu cảm thấy buồn chán khi tôi ở nhà. Tôi ở nhà. Bạn có biết những người bạn mà xe lửa bóp yêu thích là ai? Tất cả các bạn đó, hãy sớm gặp lại các bạn. Xin chào các bé, hãy tìm hiểu về các bộ phận cơ thể của chúng tôi trong bài hát đầu vai gối và các ngón chân. Vai gối và đầu ngón chân, các ngón chân. Vai gối và đầu ngón chân, các ngón chân. Nào mặt, nào tai, nào mũi, nào miệng. Vai gối và đầu, các ngón chân, các ngón chân. Mặt cá phiêu tay, chân và tay, chân và tay. Mặt cá phiêu tay, chân và tay, chân và tay. Nào tổng, nào hồng, ngón tay và cầm. Mặt cá phiêu tay, chân và tay, chân và tay. Vai gối và đầu ngón chân, các ngón chân. Vai gối và đầu ngón chân, các ngón chân. Nào mặt, nào tai, nào mũi, nào miệng. Vai gối và đầu, các ngón chân, các ngón chân. Bạn có thích điều đó không? Tôi sẽ sớm quay trở lại. Hãy kiểm tra chú chó Bingo. Có anh nông dân, có một chú chó và Bingo là tên chó. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O và Bingo là tên chó. Có anh nông dân, có một chú chó và Bingo là tên chó. I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O và Bingo là tên chó. Có anh nông dân, có một chú chó và Bingo là tên chó. N-G-O, N-G-O, N-G-O và Bingo là tên chó. Có anh nông dân, có một chú chó và Bingo là tên chó. G-O,
G-O. G-O và Bingo là tên cho. Có anh nông dân có một chú chó và Bingo là tên cho. Oh, oh, oh và Bingo là tên cho. Có anh nông dân có một chú chó và Bingo là tên cho. Và Bingo là tên cho. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O và Bingo là tên cho. Này các bé, hẹn sớm gặp lại các bạn. Tạm biệt. Xin chào các bé, chúng ta hãy nhìn vào Mary và chú cừu của cô ấy. Mary có một chú cừu con, chú cừu con, chú cừu con. Mary có một chú cừu con, chú có lòng trắng như tuyết. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, Mary đi, Mary đi. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, cô ta loan con theo sau. Một ngày học, một ngày học, một ngày. Chủ theo Mary đi học một ngày, như thế không đúng bao giờ. Chơi đùa cùng với bọn trẻ, chơi rất vui, cười rất nhiều. Cụ con chơi đùa cùng với bọn trẻ, vì thấy cụ con ở trường. Giáo viên liền đuổi chú ra xa, đi ra xa, đi ra xa. Và giáo viên liền đuổi chú ra xa, nhưng chú vẫn nán ở lại. Chờ kiên nhẫn ở đó, kiên 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 nhẫn nhẫn nhẫn. Chú vẫn chờ kiên nhẫn ở đó đến khi Mary ra về. Sao tôi thường yêu thương Mary, thương Mary, yêu Mary. Tại sao tôi thường yêu thương Mary, trẻ con thắc mắc hỏi cô. Mary và chú cừu của cô rất đáng yêu không? Hẹn sớm gặp lại các bạn.
ta sẽ đi trên một chuyến xe đếm số cùng với xe lửa bóp. Vâng, được rồi, nhảy lên tàu nào. Một con vịt nho quạc 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 quạc, một chú vịt con. Hai quả bông đỏ nay nay lên, nay nay lên hai quả bông đỏ. Ba đồng hồ cũ tích thắc tích tích thắc tích, ba đồng hồ. Bốn chuông lớn đinh đong đinh đinh đong đinh, bốn chiếc chuông. Năm xe mới pip 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 pip, năm xe hơi. Sáu cây cao twist 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 twist, sáu cây cao. Bầy con chó gâu 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 gâu, bầy con chó. Tám cái trống bang 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 bang, tám cái trống. Chín điện thoại reo ring 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 ring, chín điện thoại reo. Mười bông bông bay pop 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 pop, mười bông bông bay. Bạn có thấy vui không? Hãy làm điều đó một lần nữa nhé. Một con vịt nho quạc 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 quạc, một chú vịt con. Hai quả bông đỏ nay nay lên, nay nay lên hai quả bông đỏ. Ba đồng hồ cũ tích tắc tích tích tắc tích, ba đồng hồ. Bốn chuông lớn đinh đong đinh đinh đong đinh, bốn chiếc chuông. Năm xe mới pip 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 pip, năm xe hơi. Sáu cây cao squish 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 squish, sáu cây cao. Bầy con chó gâu 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 gâu, bầy con chó. Tám cái trống bang 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 bang, tám cái trống. Chín điện thoại reo ring 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 ring, chín điện thoại reo. Mười bông bông bay up 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 up, mười bông bông bay. Tôi chắc rằng các bạn đã có niềm vui. Bạn có thể quay trở lại bất cứ lúc nào để cùng đi xe và đếm số với xe lửa bóp. Chào các em. Các em có biết những gì đã xảy ra với Humpty Dumpty không? Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua
không thể ghép hôm thi một lần nữa nguyên vẹn. Hôm thi đông thi ngồi trên bức tường, hôm thi đông thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân linh của nhà vua không thể ghép hôm thi một lần nữa nguyên vẹn. Hôm thi đông thi thật đáng thương, tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm khỏe lại. Này các em, thật là một ngày tuyệt vời. Hãy cùng đi với tất cả bạn bè của chúng ta nào. Chào ngày mới thật là vui vẻ, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Nắng nãy lấp lánh chiếu qua, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Chào ngày mới thật là vui vẻ, trên dòng sông chúng ta sẽ đi. Lắng nghe nước lặng lẽ chảy qua, chúng ta sẽ đi trên dòng sông. Chào ngày mới thật là vui vẻ, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Nào tất cả chúng ta hát vang, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Chào ngày mới thật là vui vẻ, cánh đồng kia chúng ta sẽ đi. Ở nơi đó hoa to sắc hương, chúng ta sẽ đến cánh đồng kia. Chào ngày mới thật là vui vẻ, xuống thung lũng chúng ta sẽ đi. Ở nơi đó chim hót véo von, nơi thung lũng chúng ta sẽ đi. Chào ngày mới thật là vui vẻ, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Nào tất cả chúng ta hát vang, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Chào ngày mới thật là vui vẻ, khu rừng kia chúng ta sẽ đi. Ở nơi đó có những bóng cây, khu rừng đó chúng ta sẽ đi. Chào ngày mới thật là vui vẻ, cái hồ kia chúng ta sẽ đi. Ở nơi đó có cá bơi tung tăng, chúng ta sẽ đến cái hồ đó. Chào ngày mới thật là vui vẻ, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Nào tất cả chúng ta hát vang, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Bạn có thích đi xe không? Hẹn sớm gặp lại cùng với xe lửa bóp. Chào các em, hãy để tôi hát cho các em nghe về bài hát cây cầu London nhé. London Bridge đang đổ xuống đó, đổ xuống đó, đổ xuống đó. London Bridge đang đổ xuống đó, một cô gái đẹp. Xây nó lên bằng gỗ và đất, gỗ và đất, gỗ và đất. Xây nó lên bằng gỗ và đất, một cô gái đẹp. Gỗ và đất sẽ rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ. Gỗ và đất sẽ rửa sạch sẽ, một cô gái đẹp. Xây nó lên bằng gạch và vữa, gạch và vữa, gạch và vữa. Xây nó lên bằng gạch và vữa, một cô gái đẹp. Gạch và vữa sẽ không chịu được đâu,
không được đâu, không được đâu, gắt và vừa xe không chịu được đâu. Một cô gái đẹp xây nó lên với sắt và thép, sắt và thép, sắt và thép, xây nó lên với sắt và thép. Một cô gái đẹp sắt thép không bị uổng công, bị uổng công, bị uổng công, sắt thép không bị uổng công. Một cô gái đẹp xây nó lên bằng bạc và vàng, bạc và vàng, bạc và vàng, xây nó lên bằng bạc và vàng. Một cô gái đẹp lên đến rít đang đổ xuống đó, đổ xuống đó, đổ xuống đó, lên đến rít đang đổ xuống đó. Một cô gái đẹp xin chào các bạn nhỏ. Xem nào, ở đây có chuyến tàu bảng chữ cái. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W S Y Z Hãy tìm hiểu về các loài động vật nào. Con voi, gấu trúc, hươu cao cổ, con khỉ, sư tử, con hổ, con cừu, con lợn, con bò, con chó. Chào các bạn nhỏ, đó là Bob. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bảng chữ cái. A là chữ đầu tiên chúng ta cần tìm. Nào, hãy đi tìm A cùng Bob. Các bạn nhỏ, bạn có nhìn thấy A không?
cậu ấy đang trốn phía sau cột đèn kìa. Chào Bob. Ê, cậu sẽ đi cùng mình chứ? Vâng Bob. Cậu đang làm gì trên đó vậy Bi? Ồ, cậu đi rồi, tớ đang tìm cậu đấy Bob à. Trông kìa các bạn nhỏ. Ồ, Si kìa, cậu ấy có vẻ đang muốn đi đâu đấy. Chào Bob. Chào Si, cậu định đi đâu vậy? Tớ sẽ đi công viên. Thôi, bạn tham gia cùng với chúng tôi đi. Yeah. Đi, cậu làm gì sau những cái cây vậy? Tớ đang chơi trốn tìm. Cậu có muốn cùng mình tham gia chuyến xe vui vẻ này chứ? Chào Y, bạn có khỏe không? Bạn có muốn tham gia cùng bọn này không? Chào Bob, tớ khỏe cảm ơn cậu. Có chứ, tớ rất thích tham gia cùng cậu. Cậu ấy là ai vậy nhỉ? Ôi chúa ơi, đó là F. Chào Bob. Chào G, bạn đi đâu vậy? Chào Bob, tôi sẽ đi gặp Ace, đi cùng tôi nào Bob. Chào X. Chào Bob. G, hãy tham gia cùng Bob nào. Vâng. Các bạn nhỏ ơi, các chữ cái tiếp theo là I và J. Chúng tớ đang chờ xe buýt, nó sẽ đưa chúng tớ đến những hòn đảo nổi. Tớ cũng đang tới đảo nổi nè. Các bạn đi cùng tớ nào. Các bạn nhỏ, nhìn Kay kìa, cậu ấy đang ngồi trên chiếc xích đu. Tớ có thể đi cùng các bạn tớ là ai và Jay không? Có chứ. Yeah. Chờ tớ với, tớ muốn đi quá rồi. Chào em, cậu đang làm gì vậy? Chào Bob, tôi đang đi về nhà. Tại sao lại không tham gia cùng bọn mình chứ? Vâng. Chào An, chào Âu. Chào Bob, chào Bob. Chào Pi, cậu Kiêu đâu rồi? Hai Bob, tớ đang tìm cậu Kiêu nè. Bạn giúp tớ tìm Kiêu với. Kìa, Kiêu đang trốn phía sau nhà. Nhìn kìa, đó là S. Chào Bob, tớ đang chờ R. Chào Bob. Chào T, cậu đang đi đâu đó? Chào Bob, tớ đang đi đến thành phố để gặp U và V. Vậy hãy cùng nhau đi gặp U và V nào. Chào U và V, các cậu sẽ đi với tôi đến gặp W chứ? Vâng, chúng tớ đang muốn gặp W đây. Chúng ta hãy cùng nhau đi nào. Chào W. Chào Bob, tôi đang chờ các bạn của tôi, TV và U. Bạn có nhìn thấy các cậu ấy không? Vâng, họ đang trên tàu nè. Tại sao bạn không tham gia với họ nhỉ? Yeah! Woo! Nhìn kìa, bạn bè của chúng ta kìa. Chúng tớ có thể tham gia cùng họ không Bob? Vâng, X, Y và Z.
Đây là niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Năm bé ếch đốm trông thật hài hước. Chúng ta hãy xem chúng. Năm chú ếch con đốm tròn, ngồi trên khúc gỗ đốm tròn. Chú ăn những con côn trùng rất ngon. Một chú bông nghi vào hồ, một nơi tốt đẹp mát mẻ. Sau đó có bốn con ếch đốm xanh. Bốn chú ếch con đơm tròn, ngồi trên khúc gỗ đơm tròn. Chú ăn những con côn trùng rất ngon. Một chú bông nhảy vào hồ, một nơi tốt đẹp mát mẻ. Sau đó có ba con ếch đơm xanh. Ba chú ếch nho đơm tròn, ngồi trên khúc gỗ đơm tròn. Chú ăn những con côn trùng rất ngon. Một chú bông nhảy vào hồ, một nơi tốt đẹp mát mẻ. Sau đó có hai con ếch đơm xanh. Hai chú ếch nho đơm tròn, ngồi trên khúc gỗ đơm tròn. Chú ăn những con côn trùng rất ngon. Một chú bông nhảy vào hồ, một nơi tốt đẹp mát mẻ. Sau đó có một con ếch đơm xanh. Một chú ếch nho đơm tròn, ngồi trên khúc gỗ đơm tròn. Chú ăn những con côn trùng rất ngon. Và chú bông nhảy vào hồ, một nơi tốt đẹp mát mẻ. Và ta không thấy con ếch đơm xanh. Chào các em có biết những gì đã xảy ra với Humpty Dumpty không? Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty thật đáng thương. Tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm khỏe lại. Các em có yêu chú gấu Teddy của các em không? Gấu bông ơi hãy xoay tròn. Teddy ơi vui tuông nào. Gấu bông ơi hãy đánh dây nào. Teddy ơi đi học thôi. Gấu bông ơi nhảy lên cao. Teddy ơi bay lên trời. Teddy ơi xuống đây nào. Gấu bông ơi chạm vào chân. Gấu bông ơi hãy ngủ nào. Teddy ơi nhắm mắt đi.
gầu bông ơi, hãy tắt ánh đèn. Tẹt đi ơi, trùng ngủ ngon. Hãy để cho gấu tết đi của chúng ta ngủ nhé. เจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปตามรางน้ำฝนฝนตกลงมาและพาแมงมุมไหลไปพระอาทิตย์ส่องแสงสายฝนก็แห้งไปและเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปบนรางน้ำฝนเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปตามรางน้ำฝนฝนตกลงมาและพาแมงมุมไหลไปพระอาทิตย์ส่องแสงสายฝนก็แห้งไปและเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปบนรางน้ำฝนเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปตามรางน้ำฝนฝนตกลงมาและพาแมงมุมไหลไปพระอาทิตย์ส่องแสงสายฝนก็แห้งไปและเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปบนรางน้ำฝนเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปตามรางน้ำฝนฝนตกลงมาและพาแมงมุมไหลไปพระอาทิตย์ส่องแสงสายฝนก็แห้งไปและเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปบนรางน้ำฝนเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปตามรางน้ำฝนฝนตกลงมาและพาแมงมุมไหลไปพระอาทิตย์ส่องแสงสายฝนก็แห้งไปและเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปบนรางน้ำฝนในcác em, anh là xe lửa Bob.Hãy để anh nói cho các em biết về tất cả những điều mà mọi người thường làm nhé. Dừng xây đường cao tốc trên sa mạc nồng bồng, thợ xây bận rộn xây lên con đường. Cây trồng được to lớn hay nó trên cánh đồng, được làm bởi những người nông dân đó. Đây là những thứ mà mọi người thường làm. Tôi thích nhìn ngắm rất nhiều thứ, xem tất cả khi mọi người làm. Thế giới vận động đây và nó hơn thế nữa. Để làm việc đó mọi người đến với nhau. Ngọn lửa bị dập tắt trong thành phố hay khu rừng, những người dập lửa hy sinh thân mình. Chưa lành những vết thương cho ta nhiều sức khỏe, đây là những thứ bác sĩ làm đó. Đây là những thứ mà mọi người thường làm. Tôi thích nhìn ngắm rất nhiều thứ, xem tất cả khi mọi người làm. Thế giới vận động đây và nó hơn thế nữa. Để làm việc đó mọi người đến với nhau. Tìm ra những điều mới ở trong phòng thí nghiệm, nhà khoa học ấy đã làm điều này.
chia sẻ những kiến thức với những đứa trẻ nhỏ. Thầy cô đã giúp cho ta kiến thức. Đây là những thứ mà mọi người thường làm. Tôi thích nhìn ngắm rất nhiều thứ, xem tất cả khi mọi người làm. Thế giới vận động đây và nó hơn thế nữa. Để làm điều đó mọi người đến với nhau. Tất cả những điều mà mọi người làm tuyệt vời phải không? Tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau. Chào các em, các bạn có muốn xem thế giới tuyệt vời của đại dương không? Hãy đi cùng với Bob và đừng quên mang mặt nạ thở của bạn. Chúng ta đi qua con sông với mặt nước màu xanh, như tôi dinh và tôi rằng trên mặt biển tôi đi qua. Xem chú cá tôi mong muốn chúng nhảy ra khỏi đường đây. Thật là vui bằng thế tin vào nơi tôi. Cá mập bơi tung quanh đó xem con cua với trái càng. Cá trình theo bánh xe tôi rất bâng khuâng. Xem mực ông mẹ và con xem con sứa nó bơi bơi trong thế giới tuyệt vời của biển xanh. Có rất nhiều hoạt động vui vẻ dưới biển. Hãy xem chúng là gì nhé. Hãy xem qua hang động đó trên chuyến đi với hai ma. Hãy cùng nhảy với sáng hồ và có bơm ở bên cạnh. Và bạn cũng có thể thấy viên ngọc trai ở trong vỏ. Rất nhiều điều bạn có thể tìm thấy. Cá mập bơi xung quanh đó xem con cua với cây càng. Cá trình theo bánh xe tôi rất băng khuâng. Xem mực ông mẹ và con xem con sứa nó bơi bơi trong thế giới tuyệt vời của biển xanh. Và có rất nhiều câu chuyện vui về cuộc sống ở đại dương sẽ cho bạn biết. Chỉ cần hòa mình vào đại dương, bạn sẽ cảm nhận được tất cả. Bơi cùng nhau và cả voi hát những câu chuyện hùng ca. Trong thành phố của biển xanh nhưng được lan vàng tươi. Nơi được vua bơi quanh đó với nàng tiên ca màu xanh. Và đoàn tàu chạy trên đường dày nổi. Cá mập bơi xung quanh đó xem con cua với cây càng. Cá trình theo bánh xe tôi rất băng khuâng. Xem mực ông mẹ và con xem con sứa nó bơi bơi trong thế giới tuyệt vời của biển xanh. Đó là một cuộc phiêu lưu thú vị và ướt át. Hãy sớm trở lại để có thêm nhiều cuộc phiêu lưu với xe lửa Bob. Đây các bạn, hãy nhảy đi nào. 1, 2, buộc dây liền tay. 3, 4, đổi cánh cửa lớn. 5, 6, nhặt que táo. 7, 8, bám thẳng đều. 9, 10, con gà béo cười. Còn nữa. 11, 12, đào liền tay. 13, 14, cô ấy muốn. 15, 16, làm bánh táo. 17, 18, cả đám ngồi chờ. 19, 20, bánh tươi không còn. Hãy nhảy lần nữa nào. 1, 2, buộc dây liền tay. 3, 4, gõ cánh cửa lớn. 5, 6, nhặt que táo. 7, 8, bám thẳng đều. 9, 10, con gà béo cười. 11, 12, đào liền tay. 13, 14, cô ấy muốn. 15, 16, làm bánh táo. 17, 18, cả đám ngồi chờ. 19, 20, bánh tươi không còn. 1, 2, buộc dây liền tay. 3, 4, gõ cánh cửa lớn. 5, 6, nhặt que táo. 7, 8, bám thẳng đều. 9, 10, con gà béo cười.
11, 12, đào liền tai. 13, 14, cô ấy muốn. 15, 16, làm bánh táo. 17, 18, cả đám ngồi chờ. 19, 20, bánh tươi không còn. Bạn có vui không? Hẹn sớm gặp lại. Má lung liền, cầm che dầu. Môi đỏ hồng, răng trắng bồng. Tóc gần sông và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà. Cô giáo thương đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Mà lung liền, cầm che sầu. Môi đỏ hồng, răng trắng bồng. Tóc gần sông và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà. Cô giáo thương đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Mà lung liền, cầm che sầu. Môi đỏ hồng, răng trắng bồng. Tóc gân sầu và dân xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà. Cô giáo thương đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Mà lung liền, cầm che sầu. Môi đỏ hồng, răng trắng bồng. Tóc gân sồng và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà. Cô giáo thương đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Bạn đang cảm thấy cô đơn, khi đó bạn cần bài hát về tình bạn. Ngày cảm thấy buồn chán khi tôi ở một mình. Rồi tôi nhận ra dường như nỗi buồn đang lớn dần. Tôi muốn đi với những bạn mà tôi yêu. Bắt đầu cảm thấy buồn chán khi tôi ở nhà. Bạn bè tôi ơi, bạn bè tôi ơi. Những người bạn yêu thích của tôi ơi. Tôi muốn luôn được ở bên bạn, những người bạn tôi yêu. Khi tôi thấy buồn chán với công việc ở trường, tôi còn thể chờ để có quên được ra khỏi cửa. Tôi muốn đi với những bạn mà tôi yêu. Bắt đầu cảm thấy buồn chán khi tôi ở nhà. Tôi ở nhà. Bạn có biết những người bạn mà xe lửa bóp yêu thích là ai? Tất cả các bạn đó, hãy sớm gặp lại các bạn. Xin chào các bé, hãy tìm hiểu về các bộ phận cơ thể của chúng tôi trong bài hát đầu vai gối và các ngón chân. Vai gối và đầu ngón chân, các ngón chân. Vai gối và đầu ngón chân, các ngón chân. Nào mặt, nào tai, nào mũi, nào miệng. Vai gối và đầu, các ngón chân, các ngón chân. Mặt cá phiêu tay, chân và tay, chân và tay. Mặt cá phiêu tay, chân và tay, chân và tay. Nào tộc, nào hồng, ngón tay và cầm. Mặt cá phiêu tay, chân và tay, chân và tay. Vai gối và đầu ngón chân, các ngón chân. Vai gối và đầu ngón chân, các ngón chân. Nào mặt, nào tai, nào mũi, nào miệng. Vai gối và đầu, các ngón chân, các ngón chân. Bạn có thích điều đó không? Tôi sẽ sớm quay trở lại. Hãy kiểm tra chú chó Bingo.
có anh nông dân, có một chú chó và Bingo là tên chó. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O và Bingo là tên chó. Có anh nông dân, có một chú chó và Bingo là tên chó. I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O và Bingo là tên chó. Có anh nông dân, có một chú chó và Bingo là tên chó. N-G-O, N-G-O, N-G-O và Bingo là tên chó. Có anh nông dân, có một chú chó và Bingo là tên chó. G-O, G-O, G-O và Bingo là tên chó. Có anh nông dân, có một chú chó và Bingo là tên chó. O, O, O và Bingo là tên chó. Có anh nông dân, có một chú chó và Bingo là tên chó. Và Bingo là tên chó. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O và Bingo là tên chó. Này các bé, hẹn sớm gặp lại các bạn. Tạm biệt. Xin chào các bé, chúng ta hãy nhìn vào Mary và chú cừu của cô ấy. Mary có một chú cừu con, chú cừu con, chú cừu con. Mary có một chú cừu con, chú có lòng trắng như tuyết. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, Mary đi, Mary đi. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, cô ta loan con theo tàu. Học một ngày, chủ theo Mary đi học một ngày, như thế không đúng bao giờ. Chơi đùa cùng với bọn trẻ, chơi rất vui, cười rất nhiều. Cụ con chơi đùa cùng với bọn trẻ, vì thấy cụ con ở trường. Giáo viên liền đuổi chú ra xa, đi ra xa, đi ra xa. Và giáo viên liền đuổi chú ra xa, nhưng chú vẫn nán ở lại. Vẫn chờ kiên nhẫn ở đó, kiên 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 nhẫn nhẫn nhẫn. Chú vẫn chờ kiên nhẫn ở đó đến khi Mary ra về.
tại sao tôi thường yêu thương Mary, thương Mary, yêu Mary. Tại sao tôi thường yêu thương Mary, trẻ con thắc mắc hỏi cô. Bởi Mary thường yêu thương cứu con, bạn ấy biết, cứu con biết. Bởi Mary thường yêu thương cứu con, cô giáo nói với học trò. Có phải Mary và chú cừu của cô rất đáng yêu không? Hẹn sớm gặp lại các bạn. Chúng ta sẽ đi trên một chuyến xe đếm số cùng với xe lửa bóp. Vâng, được rồi, nhảy lên tàu nào. Một con vịt nho quạc 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 quạc. Một chú vịt con. Hai quả bông đỏ nay nay lên, nay nay lên. Hai quả bông đỏ. Ba đồng hồ cũ tích thắc tích tích thắc tích. Ba đồng hồ. Bốn chuông lớn đinh đong đinh đinh đong đinh. Bốn chiếc chuông. Năm xe mới pip 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 pip. Năm xe hơi. Sáu cây cao twist 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 twist. Sáu cây cao. Bảy con chó gâu 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 gâu. Bảy con chó. Tám cái trống bang 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 bang. Tám cái trống. Chín điện thoại reo ring 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 ring. Chín điện thoại reo. Mười bông bông bay pop 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 pop. Mười bông bông bay. Bạn có thấy vui không? Hãy làm điều đó một lần nữa nhé. Một con vịt nho quạc 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 quạc. Một chú vịt con. Hai quả bông đỏ nay nay lên, nay nay lên. Hai quả bông đỏ. Ba đồng hồ cũ tích tắc tích tích tắc tích. Ba đồng hồ. Bốn chuông lớn đinh đong đinh đinh đong đinh. Bốn chiếc chuông. Năm xe mới pip 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 pip. Năm xe hơi. Sáu cây cao squish 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 squish. Sáu cây cao. Bảy con chó gâu 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 gâu. Bảy con chó. Tám cái trống bang 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 bang. Tám cái trống. Chín điện thoại reo ring 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 ring. Chín điện thoại reo. Mười bông bông bay up 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 up. Mười bông bông bay. Tôi chắc rằng các bạn đã có niềm vui. Bạn có thể quay trở lại bất cứ lúc nào để cùng đi xe và đếm số với xe lửa bóp. Chào các em. Các em có biết những gì đã xảy ra với Humpty Dumpty không?
Trông thì ngồi trên bức tường, hùng thì trông thì ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùng thì một lần nữa nguyên vẹn. Hùng thì trông thì ngồi trên bức tường, hùng thì trông thì ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùng thì một lần nữa nguyên vẹn. Hùng thì đâm thì ngồi trên bức tường, hùng thì đâm thì ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùng thì một lần nữa nguyên vẹn. Hùng thì đông thì ngồi trên bức tường, hùng thì đông thì ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùng thì một lần nữa nguyên vẹn. Hùng thì đông thì thật đáng thương, tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm khỏe lại. Này các em, thật là một ngày tuyệt vời. Hãy cùng đi với tất cả bạn bè của chúng ta nào. Chào ngày mới thật là vui vẻ, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Nắng nãy lấp lánh chiều qua, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Chào ngày mới thật là vui vẻ, trên dòng sông chúng ta sẽ đi. Lắng nghe nước lặng lẽ chảy qua, chúng ta sẽ đi trên dòng sông. Chào ngày mới thật là vui vẻ, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Nào tất cả chúng ta hát vang, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Chào ngày mới thật là vui vẻ, cánh đồng kia chúng ta sẽ đi. Ở nơi đó hoa to sắc hương, chúng ta sẽ đến cánh đồng kia. Chào ngày mới thật là vui vẻ, xuống thung lũng chúng ta sẽ đi. Ở nơi đó chim hót véo von, nơi thung lũng chúng ta sẽ đi. Chào ngày mới thật là vui vẻ, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Nào tất cả chúng ta hát vang, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Chào ngày mới thật là vui vẻ, khu rừng kia chúng ta sẽ đi. Ở nơi đó có những bóng cây, khu rừng đó chúng ta sẽ đi. Chào ngày mới thật là vui vẻ, cái hồ kia chúng ta sẽ đi. Ở nơi đó có cá bơi tung tăng, chúng ta sẽ đến cái hồ đó. Chào ngày mới thật là vui vẻ, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Nào tất cả chúng ta hát vang, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Bạn có thích đi xe không? Hẹn sớm gặp lại cùng với xe lửa bóp. Chào các em. Các em có biết những gì đã xảy ra với Humpty Dumpty không? Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, hùng thì trông thì ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùng thì một lần nữa nguyên vẹn. Hùng thì trông thì ngồi trên bức tường, hùng thì trông thì ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùng thì một lần nữa nguyên vẹn.
Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty thật đáng thương. Tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm khỏe lại.